Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những ngày xưa thân ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Để order DVD, xin liên lạc 888-500-2018. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com. Tại chùa Bảo Hòa ở San Jose vào dịp Tết năm nay, ban quản lý đã cho kiểm tra thân nhiệt và cung cấp thuốc tẩy trùng tay cho du khách, trong bối cảnh các sự kiện mừng Tết đều phải thu hẹp quy mô do ảnh hưởng của đại dịch. Điều em thích nhất vào dịp Tết là gặp mặt và chơi các trò chơi truyền thống cùng gia đình. Đây là em Catherine Nguyễn, 10 tuổi, và em gái Allison. Trong những ngày Tết, em chỉ ở nhà với gia đình, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang. Hai em Catherine và Allison đang đi chùa cùng cha mẹ. Chúng tôi chỉ đi chùa đầu năm, sau đó chúng tôi sẽ về nhà. Ở một nơi khác trong thành phố, tại khu thương mại Grand Century, người dân mừng năm mới một cách khá ồn ào, với nhiều cửa hàng đốt pháo liên tục. Khá đông người tập trung tại đây, bao gồm cả những gia đình với nhiều thế hệ. Hầu hết mọi người đều có đeo khẩu trang và nói rằng họ đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo tồn truyền thống, đồng thời vẫn bảo vệ sức khỏe cho chính họ và mọi người. Tôi nghĩ các gia đình đều muốn duy trì truyền thống, nhưng họ cũng cẩn thận hơn khi tiếp xúc với người khác. Lực lượng cảnh sát không có mặt tại đây để thi hành lệnh cấm tụ tập đông người ở nơi công cộng. Nhiều người dân nói rằng họ muốn ăn mừng dịp tiễn đưa năm cũ Canh Tý và đón năm mới Tân Sửu, vốn được cho là con giáp biểu tượng của sức khỏe tốt. Năm mới đem lại những cơ hội mới, những lời chúc phúc và vận may mới. Hy vọng rằng những ước nguyện này sẽ thành sự thật, như lời khuyên của Catherine, một cô bé thông minh hơn rất nhiều so với tuổi của em. Stay safe, everyone. Mọi người hãy cố gắng giữ an toàn.